Nếu bạn muốn mua robot hãy ghé ngay store roblox24giờ.com. Các bạn có thể thử vương mai bằng vòng quay random. Chỉ với 10k các bạn có thể có cơ hội trúng tới mấy ngàn robot. Ngoài ra store roblox24giờ.com còn có dịch vụ cày thuê và bán robot 120 giờ. Store roblox24giờ.com, shop bán robot uy tín. Ayo, ayo, what's up? Xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel mình. Là mình Kim Roblox VN anh em ơi. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ anh em một cái lỗi bung là mua cả thế giới bằng chỉ với 1k belly này mà ấy đậu xanh. Đấy, mới nãy là tôi có lên TikTok và tôi thấy một ông bạn ở nước ngoài anh em à. Ông bạn nước ngoài này là ở Thái gì á, tôi không biết rõ tên nữa. Tôi thấy toàn chữ Thái các thứ không à. Nhưng mà ông chỉ là mua cả thế giới là bằng chỉ với 1k belly, hoặc anh em không belly cũng được nha anh em. Không belly thì 1k belly gì cũng xài được nha. Ok, ok. Và tôi đã học lõm được từ ổng anh em à. Cho nên hôm nay tôi sẽ chỉ anh em là mua cả thế giới trong lock root bằng 1k belly. Đấy, anh em nghe là anh em thấy gọi là quá là đẹp trai rồi đúng không? Đấy, đậu xanh đó nãy giờ tôi phải lấy ạc phù để tôi cày belly anh em à. Cày lên 1k nè. Đấy, anh em thấy nha. Và nếu trước khi vào video anh em thích video này của mình hãy cho một like subscribe nha. Đấy, giờ anh em là new buy thì rất là cần belly đúng không anh em? Bên C3 cũng gọi là cần belly để quét tộc tộc V2 rồi tất tỉnh Mochi rồi các thứ này. Nó cũng khá là tốn belly với fragment anh em ạ. Vì anh em đâu có rảnh cày đâu đúng không? Nhưng đâu có hack rồi là red các thứ đâu. Đấy, cho nên tôi sẽ chỉ anh em nha. Đấy, anh em là làm theo tôi là được. Đấy, tôi sẽ mua cái rẻ nhất là Katana anh em ạ. Đấy, đậu xanh á. Đấy, anh em vô Roblox cả Rockwood là nó sẽ có một cái chữ reset character anh em ạ. Đấy, mà cái chữ reset character ở đây anh em chỉ cần ấn enter bên góc phải ấy, thì nó sẽ gọi là reset cho anh em nha. Thì cái nguyên lý của cái gọi là bút này á, anh em phải gọi là ấn reset character kịp với lúc mà anh em bắn bay ha. Ok, và nó sẽ thành công ha. Nãy giờ tôi đã thử rất là nhiều lần rồi nhưng mà nó fail rất là nhiều anh em ạ. Thì anh em phải nhanh tay á, giờ nhìn tôi làm nha. Tôi đến 1, 2, 3, 1, 2, 3, đấy. Đậu xanh nó vẫn bị anh em ạ. Mấy giờ tôi phải gọi là thử lại lần hai nha. Anh em đợi tôi một tí. Ok, hello anh em, và tôi đã quay trở lại sau một hồi gọi là lặn lội đi lượm rương anh em mà. Đậu xanh á, lần đầu làm fail rồi nha. Nhưng mà lần hai tôi sẽ gọi là không làm fail không ạ. Ai lại tắm trên một dòng sông hai lần anh em. Đấy, cho nên là tôi sẽ thử lại lần hai nha. Anh em là chờ tôi đi. Đấy, nguyên lý nó vẫn như thế này thôi anh em à. Mình phải gọi là ấn cái nút reset kịp cho cái này vậy đó. Tôi sẽ thử lại lần hai nha. Đậu xanh á, tôi mong là cái lần hai này nó sẽ được anh em ạ. Vì tôi sẽ không ngu hai lần đâu. Anh em đợi tôi ngu tiếp à. Đợi tôi gọi là làm lại thật là ngon lành à. Hình như cái này tôi có rồi anh em. Cho nên là tôi phải mua cái lát anh em ạ. Đấy, nó vẫn là 1k là 1k belly nha. Đấy, giờ tôi phải ấn thật là nhanh không ạ. Đấy, được rồi mấy ông. Nó không hiện cái bảng rồi là nó không hiện cái bảng bạn đã mua, bạn đã mua cái gì đó với giá 1k belly á thì nó đã thành công rồi nha mấy ông. Là nó hiện cái squad leader này nè, cái khung đen này là mấy ông đã thành công rồi nha. Đấy, giờ mấy ông chỉ cần là thoát ra vô lại thôi này. Ê, tôi đã có cái lát rồi nè. Đấy. Nếu anh em gọi là trong server thì nó sẽ hiện cái này nó khá là bất tiện ha. Đấy, nhưng mà anh em ấn vô inventory đi, đậu xanh ấn không được luôn. Giờ tôi cùng anh em phải gọi là thoát ra vô lại nha này. Bây giờ mình đã có kích lát rồi anh em ạ. Đấy, đây là kích lát nha anh em. Đấy, nó mạnh hơn Katana một tí. Đấy, anh em gọi là thích video này của mình á thì hãy để cho mình một like subscribe nha. Và anh em nghĩ sao về cái lỗi bùng này, liệu có bị ban? Đấy, tôi nghĩ là Rockwood thì nó sẽ thu hồi tất cả những thứ mà mình đã mua bằng cái lỗi bùng này anh em ạ. Và chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye anh em nha. Let's go. Ồ, lộn, bye bye nha.